Sáng ngày 7 tháng 2, Hội đồng Nhân dân phường Văn An khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp giữa năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể phường, cùng 21 ông bà đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã báo cáo kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 433,9 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 52,5% kế hoạch năm. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định, công tác quân sự, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng Nhân dân phường Văn An đã thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát theo quy định của pháp luật. Các nghị quyết được ban hành theo đúng thẩm quyền, có chất lượng, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc điều hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng. Việc thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân các cấp và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương được thực hiện có hiệu quả. Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân đảm bảo chương trình kế hoạch đề ra. Kỳ họp cũng thông qua báo cáo của Mặt trận Tổ quốc về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên các mặt công tác, đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn. Sau 1/2 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân phường Văn An khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua các tờ trình và nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, nghị quyết về điều chỉnh đầu tư công năm 2024, dự kiến đầu tư công năm 2025 và các nghị quyết quan trọng khác.